Lan ngồi đi, để mình đi lấy nước. Cho vui nha. Thiệt hả? Miên không mời Lơi chứ. Ủa, mời Lơi là sao vậy? Sao lúc nào cũng nghĩ xấu về Miên hết vậy? Không phải, tại người ta thương quá nên hay rào đón vậy thôi. À, cái nhà này á, Lơi có tới một lần rồi, nhưng mà Lơi đứng ngoài cổng. Cái lần mà trả lời thẻ sinh viên cho cái cô chanh chua chắc. Lên xin lỗi, Lên không biết cái cô đó là con của Miên. Thì ra trời ơi, cái người đàn ông mà con gái của Miên mà ba quẹt xe hôm bữa chính là Lơ đó hả? Còn mày Thu, nó chưa có biết giữ ý lắm, nhưng mà nó là một cô gái rất là tốt tính. Lơ đừng có để bụng nha. Rồi để Miên vô Miên nấu cái món kho tiêu nè, rau luộc, rồi canh tép nấu với bầu. Ăn đơn giản vậy thôi, Lơ ăn được không? Món đó ngon mà, Lơ hay ăn món đó lắm. Có một câu ca dao nói về món đó, Miên có nhớ không? Vậy nè, rau tôm nấu dưới ruột bầu, chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon, đúng không nhà Giang? Đau quá, cái bọn nào mà ác nhân thất đức vậy? Tự nhiên cướp còn quýnh nữa, giống như là đi quýnh ghen vậy đó trời. Ác thiệt đó chứ. Cái gì nữa? Đi qua đây gì? Đi làm gì? Qua coi coi có sao không? Không cần. Còn coi chúng ở đâu không? Đi. Còn cái mặt cái coi. Đi về đi, biết. Rồi công an họ nói sao rồi? Nói sao là nói sao? Thì hồi qua họ hỏi cả trăm câu gì đó. Mà cũng chết à. Vậy thôi hả? Thì chứ muốn gì nữa? Công an họ hay lắm, đừng có lo. Biết đâu họ tìm gặp chiếc xe họ trả lại cho mình. Trời, ngó lại mình coi. Trời ơi, vậy? Bữa nay bị đặt hay công an nữa, dễ sợ. Tôi lo cho bà, tôi tiếc của thôi. Chiếc xe tự nhiên vậy mất ngon lành, lắng nhách. Mắc cười quá à, của tôi không tiếc hả? Rảnh, đi về đi. Nè, chả treo ha. Tôi nhắc nha, bớt gây thù chuốc oán lại nha. Nha. Có ngày nó cướp xong ha, nó có... Nói sao? Rồi. Không dữ không? Đập cái bây giờ tù hả? Đã bị như gì rồi? Đã đau dữ lắm rồi. Đi về giùm cho đi. Không đó. Mà quá trời quá đất à. Nhìn kỹ mặt thằng Bi này nha. Ha. Nó không có khùng đâu nha.
nha. Mà tôi nhắc bà một lần cuối nha. Nha, nha. Lúc này tôi thấy bà ha, coi bộ thất tình dữ lắm rồi ha. Thất tình à, ông cậu Việt Kiều chứ gì ha. Đừng có ngu muội rồi u mê nha không. U mê cái gì? Tào lao à. Chứ không phải hả? Mới vừa bị hủy cái đám cưới cái bắt đầu cặp kè với cha hai lém. Tưởng tao không biết. Cái gì hai lém ở đây? Đồ điên, khùng hả? Ăn nói gì hàm hồ vậy? Ai nói tôi cặp kè với cha hai lém? Chuyện mình làm mình biết ha. Tào lao. Biết cái gì mà biết? Không phải hả? Ai nói? Nè, nhìn kỹ mặt thằng này. Nó có tự ái của nó. Dẹp cái vụ cướp của bà Tư Nem đi. Kêu cha hai lém làm đi. Trời ơi trời. Cái gì vậy Bi? Bữa nay không bị khùng hả? Ừ. Bà Trợn. Ừ. Tào lao. Điên điên người ta nói cười cười không à. Tôi thê thằng cha hai lém xử bà Miên giùm tôi. Cái gì? Được chưa? Miên nào? Là bà dì ó đâm của tôi đó. Ông không có làm lại bà đâu. Cái chuyện đàn bà mà kêu thằng đàn ông là không lại. Thử kêu đi. Tôi xử ra ngô ra khoai không. Trời ơi bà dì tôi bả ranh ma lắm. Tôi làm còn không lại sao không làm lại. Không thử sao biết. Trời ơi ông bị khùng á. Ừ. Cái chuyện của tôi giao cho thằng hai lém là cái chuyện cỏn con nhỏ xíu à. Còn cái chuyện của ông làm á là một cái chuyện đại sự, chuyện rất là lớn. Ngu ngu vừa vừa thôi. Không có biết suy nghĩ ra hả? Đi về suy nghĩ làm cho tốt đi trời ơi. Nãy giờ không đâu sớm. Cái kiếm chuyện hoài sao nó. Chuyện gì? Quạo rồi. Gì vậy chưa? Bớt chưa? Bớt đau chưa? Ơi đi về đi là tôi bớt đau à. Bữa nay mệt lắm không? Không mấy mệt thì nằm chỗ đi để tôi phục vụ. Đấm bóp massage phục vụ cho. Không cần. Đi về biết. Ờ. Không mấy cho tôi hôn cái đi rồi cho tôi 200 cũng 200 đủ rồi. 200 trời ơi trời. Chưa có đi về hay không hả? Có đi về không? Về về. Mắt chừng là thấy gớm à. Điên. Ta mà biết ai làm cái vụ này tôi không có bỏ qua đâu. Please. Cái vụ này cũng lạ nha. Thằng cha hai lém nghi lắm nè. Bà Tư ơi. Bà Tư. Ủa tới rồi đó hen. Dạ. Sao má cho về chơi mấy ngày? Con á, con chơi chừng nào con chán thì thôi. Ừ mà bà nói nha, ở dưới này á ban đêm nó buồn lắm, không có quán xá gì xèo gì đâu. Con biết mà bà. Ừ nói thì nghe hay lắm, ở chơi mới một vài bữa mà đòi gì là không có được đâu nghe. Con á, con ở tới khi nào mà ăn hết kho gạo, ăn hết vườn trái cây của bà con mới về. Nói á phải giữ lời hứa nha. Lên mâm cơm á mà ăn như mèo á là tôi đánh đòn đó nha. Con không có bị để đánh đòn đâu mà. Thôi vô nhà đi con. Dạ. Bà nói tụi nó chặt dừa cho mà uống. Dạ nha. Ủa mà bà, ông Tư đâu sao con không thấy? Hả? À, ông Tư á, ổng ở bên kho gạo á. Thôi mình đi vô ha. Dạ. Em vốn mang thương con gái nhà nghèo, thời cha mẹ già lo đàn em yêu. Tôi sống đôi tấm đi miệng mà em nào ước mơ nhiều. Khi biết nhà em vất lá cồn xin, anh ơi trời ơi gì vậy anh? Anh ơi dậy anh dậy đi. Trời ơi anh xỉn lắm rồi. Thôi mình không có ca được nữa đâu anh, nãy giờ có mình em ca anh ngủ quá trời ngủ à. Đây đâu à? Ừ.
Thôi anh xỉn lắm luôn rồi đó, không biết đây là đâu luôn rồi. Đi theo em nha, đi theo em đi nghỉ ngơi anh nha. Tôi đang nghỉ ở đây ngon mà, đi đâu nghỉ nữa. Anh này, anh làm như là em dài, anh thấy gì á, làm gì mà không dám đi theo em vậy. Thiệt tình. Tôi có gì đâu gài, giờ còn có cái nút quần thôi. Anh này, anh vẫn vui. Ghẹo em hoài à. Thôi, đi nha, đi với em nha, qua bên bển đi ha, rồi nghỉ ngơi cho nó thoải mái chơi đây. Nãy giờ con mình em hả con. Ca, tôi nhớ rồi. Sao vậy? Em kêu tôi mướn lấy phòng karaoke. Mà em dành đi cho mình em ca không. Tôi buồn quá, tôi phải ngủ chứ sao. Này ghẹo em hoài. Không phải, ý em nói á, hỏi là cái gì. Em tính đâu là em hát để em phục vụ anh đó. Dạ. Em tên gì? Em giận anh luôn. Anh hỏi em lần thứ 7 rồi đó. Trời ơi, làm như em nói cái tên của em xong anh không có để trong tâm. Nguyên vàng đạo trong đây sao nhớ tên hết. Trời ơi, anh đâu có cần nhớ họ, chỉ cần nhớ em thôi là được rồi. Thì tôi hỏi tên em tên gì để tôi dễ xưng hô thôi. Vậy em trả lời đúng lần thứ 8 là chốt đơn nha, không hỏi nữa nha. Ôi, không muốn nữa đâu, mệt rồi. Phải. Ý em muốn nói là em tên Ly. Tên Ly. À, tên Ly. Chứ quê em ở đâu? Quê em á hả? Quê em ở xa lắm. Em ở Tú, cái miền Tây á anh. Phải lặn lội lên đây để kiếm cơm. Muốn đây miền Tây hả? Thì tại ý em nói là em cũng là quê miền Tây. Nhưng mà em ở trong miệt á. Xa ơi là xa luôn vậy đó, khỉ ho cò gái. Cái xẻo ấy. Dạ đúng rồi, dạng vậy anh, xa lắm. Ừ. Dạ, cho nên em phải lặn lội ra đây để kiếm cơm á anh. Gì, ba má em được mấy đứa? Dạ, ba má em có 2 đứa. Đứa ba với đứa má hả? Dạ. Ê, này, anh giỡn vui. Ghẹo ba má mấy đứa? Ê, em nói là ba má em có 2 đứa con. Em là thân là chị lớn. Mà anh thấy đó, hồi nãy cái ca khúc mà em hát nó thể hiện cái nỗi lòng và cái hoàn cảnh của em. Tôi không nghe đâu, tôi ngủ mà. Ủa vậy là anh ngủ trước khi nghe em ca hả? Em ca mấy bài trước là tôi ngủ rồi. Ủa, anh biết sao không? Tại vì nhà em nghèo lắm. Nghèo như cá kèo vậy đó anh. Cá kèo giờ là đặc sản. Anh, em đang nói về hoàn cảnh của em mà. Nghèo. Nghèo rồi sao anh? Dạ, anh biết sao không? Sao? Má em thì ốm yếu. Má em hay bệnh lắm. Bệnh hoài á. Nhắc vụ ốm yếu tôi mới nhớ. Dạ. Cho tôi hỏi câu tế nhị nha. Dạ anh hỏi đi. Em có chơi tạ không vậy? Là sao anh? Tướng em chắc lắm. Này chọc ghẹo em hoài à, kỳ quá. Không phải đâu, thật ra hả là tại vì em làm nghề này em uống bia nhiều quá đó, nên người em bị sưng, em bị dị ứng bia đó, chứ không phải là tại em. Hiểu đâu đó. Hiểu. Không phải vậy ba em. Ba em đâu? Ba em thì cũng vất vả lắm anh, tại vì á ba em ngày ngày phải đi ra ngoài bến xe á là khuân giáp gạo cho người ta, cực lắm luôn á anh. Ở ngoài bến xe? Dạ. Mà khuân giáp gạo? Dạ. Đáng lẽ gạo phải ở trong cái kho lúa, kho tóc chứ. Thì ý em nói là tại vì ở ngoài bến xe đó thì ngoài người ta vận chuyển người ra, người ta còn vận chuyển hàng hóa anh. Nhiều khi là hả có người ta chở gạo nè, thì cần mình là khuân gạo xuống rồi khuân gạo lên. Có người chở trái cây nhờ mình khuân xuống khuân lên vậy đó anh. Nó mẹ nó bốc xếp đi. Thì lạng vậy, nhưng mà tại vì không lẽ em đi nói với anh là ba em làm bốc xếp đồ kỳ. Gia đình vẫn tưởng là em ấm, nhưng mà không phải. Tại vì gánh nặng cuộc đời, ba em cọc tánh lắm. Ba em làm cực quá mà. Xong rồi cái ba em hay nhậu, mà mỗi lần nhậu vô mất hết lý trí luôn anh. Cái ba em quánh em với mẹ em, mà người ta không nhìn ra em với mẹ em là con người nữa anh. Cuối cùng thì
mấy má con em không chịu đựng được, ba má con mới dắt díu nhau trốn ba, trốn khỏi cái xứ đó, lên cái xứ này để kiếm cơm anh. Rồi gì, em với mẹ em, với em là lại cái xứ này kiếm cơm. Dạ. Rồi ở đâu? Mẹ em với em thì mướn cái nhà trọ để ở. Mẹ em ngày ngày buôn gánh bán bưng, nuôi em ăn học, tội nghiệp. Còn em á thì cùng với một đứa bạn nữa, hai đứa tụi em mướn một cái phòng khách sạn ở bên đó, khách sạn Mai Hồng á anh, để tụi em ở rồi đi làm. Ủa sao không ở phòng trọ với má, tự nhiên không đi ra riêng mướn khách sạn là sao? Tại vì tụi em làm nghề này nè, lỡ bữa nào mà tụi em á có đứa nào có khách á thì còn dẫn khách có chỗ để về luôn. À hiểu, tiệm cả đâu được. Dạ hoàn cảnh lắm anh ơi, chứ em đâu có muốn như vậy đâu. Thôi thay hoàn cảnh em cũng đáng thương. Dạ. Đừng có khóc nữa. Dạ. Dẫn tôi về phòng khách sạn của em đi, tôi giúp vốn cho. Đi về bển đi, em tâm sự với anh nhiều hơn. Cuộc đời em dài lắm. Trời ơi, cái anh này kỳ quá hả? Nặng lắm á. Ê, mới ở công an về hả? Rồi người ta có nói gì về cái chiếc xe máy không mày? Thôi đi, quên cái chuyện đó đi. Mà từ ngày cha Tú á, cha xù cái đám cưới, làm tôi xui liên tục luôn á. Ờ, thì cũng rầu thiệt. Mà tao rầu nhất là cái chuyện mày thiếu tiền ở công ty á. Mày cứ hứa với người ta rồi mày đào đâu ra tiền mày trả. Có thì đi ở tù rồi, nãy người ta giết tôi. Trời, mạnh miệng dữ mày. Mày có biết là một ngày ở tù là bằng tới 3 năm ở ngoài này đó. Nghe. Mà thôi đi, tôi đã gặp đủ chuyện rồi, chưa gì hết rồi mà đã nói nữa. Thì thôi, mình Mỹ còn ê ẩm không? Còn đau không nữa? Thử bị đánh có đau không? Mà tôi ức một cái, tôi không có biết cái đám này là đám nào. Tôi điều tra ra được hả? Mà tôi đốt nhà tụi nó. Nhưng mà nhìn cái bộ dạng không phải là người miệt của mình đâu. Mày có nói với công an y chang vậy không? Y chang luôn. Ừ. Mày nói với công an là mày đốt nhà tụi nó luôn hả? Mày điên hả? Tự nhiên đi nói công an đốt nhà nó làm gì? Lớn không? Mà mày có nghi ai không? Khoan nha, tao là tao nghi con mẹ bông đó. Hôm bữa bả tới nhà mày, bả đưa ra cái tấm hình mày với thằng cha hai lém á đứng nói chuyện với nhau, trời ơi hăm dọa đủ điều hết. Con mẹ chúng mày đó. Mà tào lao á, không phải mẹ bông đâu, chắc chắn luôn. Trời ơi, đàn bà nó ghen nó ghê lắm mày ơi, nó làm tất cả mọi chuyện mà không ai ngờ tới. Ghen cái gì mà ghen, tôi nó không phải mẹ bông đâu. Sao mày biết không phải? Mà bây giờ có ghen đi chăng nữa là bà cũng không có dám làm nữa. Sao mày biết không dám? Bà là dân cho dai. Chị nghĩ sao vậy? Dân cho dai tự nhiên làm vô cái chuyện này để cho công an dịnh bà hả? Lêu. Ờ. Vậy mày nghi ai không? Tôi nghi là con mẹ Miên. Con Miên? Con Miên liên quan gì đến vụ này ta? Ghen. Úi, không có đâu. Trời ơi, con Miên á, nó chê thằng Tú, chứ nó ưng á là nó đi Mỹ từ lâu rồi. Chê vô bà nội. Nghĩ sao vậy? Bà ghen tôi với thằng cha Tú. Bà chưa thấy cái cảnh mà hai người ở chung nhà với nhau đâu. Rồi cái kiểu cách của bà nói chuyện với tôi nữa kìa. Vậy hả? Ừ. Mà tôi thề đọc cái gì á, tôi á sẽ không bao giờ gục ngã đâu. Trời ơi, hết hồn mày.
Tao tưởng mày thề như hôm bữa chứ. À, thề đi, rồi ráng mà làm cho được nghe. Làm sao cho êm nghe. Alo, tối nay tụi bay qua sớm sớm nha. Mọi màn tao chuẩn bị xong hết rồi đó. Đang buồn, có chuyện muốn đàm đạo tâm tịnh đêm coi. Ừ. Chà, tiền đâu mà ngẫu hứng lý qua cầu dữ hen. Ủa má. Trời ơi, mời bạn bè nhậu bùi tay ghê hen. Ủa sao má nó mới đi rồi mà em mới về? Hút chuyến xe chiều. Ủa, mai má mới đi hả? Tao đi chuyến xe khuya, mai tao có công chuyện ở trển rồi. Chết. Ê, đừng có nói với tao là vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm nha. Mày đừng có tụ tập băng đảng tới đây ha. Nhậu nhẹt đã rồi hút dít nha. Nói cho đã cái miệng rồi. Tùm bay tùm ba. Hở cái nói con mình là băng đảng này băng đảng nọ. Tí má mà còn chụp mũ con nữa không chi ai. Chụp mũ cái đầu mày á. Tao hỏi mày nè, tiền đâu mày tụ tập ăn nhậu? Trời ơi, góc ổ mấy ghim có xì rượu mà vui vẻ lai rai thôi chứ tiền bạc gì. Chúc má đi nha, không có ở nhà sọc dưa lắm không có vui. Ê, nhà của tao mà mày đuổi nha mày. Gì? Nhậu nhẹt xong có hút chích gì không? Tào lao à. Bậy à. Hơ cứ nhắc chuyện đó à. Má nữa nè. Gì? Lúc này đi hoài ha. Cặp với cha nào ở trển phải không? Thằng hồn dịch. Tao đi công chuyện ở trển. Mắc mớ gì mà hẹn hò. Tuổi tao vậy mà còn hẹn hò hả thằng âm binh? Dở bẹt. Cua có thằng cha chinh chanh con không xong. Nè, tao phan cái chiếc dép mày vô mặt mày bây giờ. Mày nghĩ sao vậy? Tự nhiên lôi cha chinh chanh vô à. Tao vậy mà tao dê ổng hả? Cha mập ù thấy gớp dê. Chảnh à, chảnh ha. Chứ phải cua năm lần bảy lượt không được hả? Ổng à, tiền đầy túi, tình đầy tim đó. Cố lên. Cố lên. Thôi thôi thôi, đừng đánh trống lảng nữa. Mày nói thật cho tao biết đi. Gì? Tối nay tụi bay tụ tập ở đây có âm mưu gì? Không có. Nhìn cái mặt mày tao thấy gian lắm. Gian cái gì thề đó. Có. Nhậu xong rồi có bàn công chuyện. Công chuyện chút thôi. Mà công chuyện này cũng nhỏ chứ không gì ghê gớm. Mà nhờ má cái này. Em ơi, má biết ai cho thuê xe tải không? Mà phải là người quen nha. Có lần Mai Thu hẹn tôi tới đây đó. Cho nên à,
Nó đi về quê rồi. À không không không, tôi không có ý là đi tìm Mai Thu đâu. Tôi đâu dám đường đột như vậy khi mà chưa có hẹn chứ. Chỉ là tôi chạy xe vòng vòng, rồi cái trong đầu suy nghĩ nhiều chuyện quá, rồi cái không biết sao cái chạy tới đây luôn. Anh nói chuyện nghe thiệt thà quá. Tôi nói thật mà. À, hay là tôi mời anh vào nhà ngồi uống trà nha. Nhà có trà sen, quà ở Hà Nội. Bây giờ ngoài đó là mùa thu, sen nở cớm xanh. À, ngoài đó có cớm xanh, tôi cũng nghe nhiều trong thơ nhạc, nhưng mà chưa có dịp được nếm qua. Thì nó là cớm dẹp ở trong Nam quê của Minh Ý đó, đâu có khác cái gì đâu. Cũng là nếp non còn ngậm sữa xanh xanh màu lá lúa, người ta rang lên rồi giã ra. Món quà quê hương không thể thiếu. Cơm xanh phải được gói bằng lá sen. Trong này thì cơm dẹp phải có dừa ráo rồi trộn với đường. Mà người ta gói cơm dẹp bằng những cái lá chuối khô. Ừ, quê hương đó mà. Ở đâu cũng có những cái để nhớ về, để lưu luyến. Tôi quên mất, nãy giờ nói chuyện với anh, tôi có mời anh vào nhà ngồi chơi mà. Cảm ơn Minh Ý, tôi thực sự rất là thích lời mời đó. Nhưng mà thôi, để lúc khác được không? Bây giờ tôi muốn mời Minh Ý đi uống cà phê nha. Chắc là không được rồi, đành hẹn anh dịp khác. Bây giờ tôi có công việc phải đi. Vậy rồi Minh Ý đi bằng gì? Xe đâu? Tôi đâu có biết chạy xe. Bình thường muốn đi đâu thì nhờ con Mai Thu nó chở đi. Nhưng mà hôm nay như vậy thì tôi đi bằng taxi. Hay là vậy đi, tại vì thật sự bây giờ tôi cũng không có bận gì lắm. Hay để tôi chở Minh Ý đi nha. Cảm ơn anh Minh Trần nhiều lắm. Nhưng mà như vậy tôi thấy không tiện cho anh. Thôi hẹn dịp khác tôi mời anh cà phê nha. Chào anh. Chào Minh Ý. Vậy nói vậy sao phải? Phải nói là tiên khách hậu chủ, đúng không nè? Anh nói như vậy tôi xin phép uống trước nha. Uống đi cho nó thấy nó khỏe. Sao? Rượu gì mà ngon dữ vậy anh tin em? Rượu mít, thơm không? Thơm em. Cái rượu này nha, cho vào cái ly thêm vài cục đá nữa, khác gì cục cocktail đâu. Đó. Hay là để con đi lấy thêm mấy cái ly đá nghe. Ừ, được đó. Vậy để con phụ chị My nha. Thôi con ngồi đó đi, chuyện này My làm cái rẹt cái là xong. Chị gì? Bay mới là chị đó. Con á là con của ông ngoại chính, còn con My á là con của ông ngoại tư. Thôi, cứ số nào lớn là làm lớn đi. My, con vô làm cho mỗi người ly đá đi con. Dạ. Con vô phụ nha. Nè, tôi không biết uống rượu đâu nha, chờ tôi ra đó. Không biết gì, nay là ngày mình vui mà đông hộp mặt, uống miếng đi, nếm miếng cho nó vui. Anh chị á, nghe nói trong kho còn nhiều gạo lắm đúng không? Nhiều à, tôi mới lên Xà Lan ha. Gạo xuất khẩu loại một không á nha, trăm hộp đồng á thì giao 15 tấn. Nhưng mà bây giờ cái bột nó dư rồi đó. Mà dư nhiều không? Thì... Để tôi xem, khoảng chừng 5 tấn. À, nói vậy thì
tôi lấy hết cái số dư đó nghe. Ừ vậy thì tốt quá rồi, để cái kho nó trống. Trời ơi coi cái kho gì chứ dột tùm lum à. Mà mấy cái thằng thợ hồ á làm ăn ẩu tả, mấy cơn mưa vừa rồi á tôi thoát cả tim luôn đó. À Thu. Dạ. Con xuống đây có đi coi kho chưa? Dạ chưa. Dùng này đại gia không đó nghe. Cô có chọc cháu hoài à, gia không á chứ đại đâu. Nè Thu, sau nhà có hai mẹ con à, con không nói mẹ con đóng cửa lại, xuống đi chơi luôn cho vui. Ngày mai ở nhà qua bên cồn tha hồ ăn bắp, vui lắm luôn á. Dạ, tại vì mẹ con ngày nào cũng phải viết sách hết á bà. Trời ơi, viết sách á thì mang cái máy theo mà viết, đi đây đi đó, rộng mở mắt ra thì viết sách nó hay hơn. Cũng lâu lắm rồi, không thấy con Miên. Con Miên á, nó mà xuống đây thì ở đây, chứ về bên nhà họ ai mà lo cho nó. Thằng Tư Sang với con Ba Hường á, có ai mà rộng lòng đón tiếp nó đâu. Trời ơi, rộng hẹp gì cô ơi. Nhà thờ họ là nhà chung, ai về á tụi nó cũng phải tiếp. Ông bà ở đó mà. À, nói vậy cũng đúng. Cầu mong á cho ông bà linh thiêng ngăn cản cái đám cưới con Lan lại, nếu không á thì cả dòng cả họ mình úp mặt lên húng đó. Thôi, để chuyện đó tính sau. Còn bây giờ nè, hai bà cầm đũa lên đi, cho mấy đứa nhỏ nó ăn cho vui nhà vui cửa, nói chuyện hoài. Dạ, không mời ông, không mời bà. Dạ, không mời ông bà. Ừ, ăn đi nha. Chị biết anh Lượm coi kho không? Lượm hả? Ừ. Chị không biết. Mà sao? Lượm là ai? Ông bà ngoại chưa biết đâu nghe. Em thích chị em mới kể đó. Rồi biết luôn. Lượm là người đặc biệt của My đúng không? Ừ. Nhưng mà anh nghèo muốn chết. Em sợ ngoại la quá. Nhưng mà My có chắc là người ta thật lòng với mình không á? Thì chị thương em, chị tìm hiểu mãi giùm em coi anh có thiệt lòng với em không? Trời, mấy cái chuyện này thì mẹ chị giỏi hơn chị nhiều. Chị ở lại đây chơi lâu lâu giúp em đi. Vậy bữa nào á chiều tối đi ăn chè hay đi uống nước gì á được không? Tối tối ở ngoài chợ vui lắm nghe. Tối nay mình đi luôn đi. Tin trai gì hả? Nhắn tin cho ai đâu cưng. Có đâu. Tôi mới thấy nhắn tin rõ ràng. Nói thiệt đi, nhắn tin trai. Nhắn cho công việc thôi. Mệt quá. Đừng có xạo nha. Xạo cái gì đâu. Nè không tin coi nè. Bà công việc với mấy người đệ thôi. Không tin coi đi. Đó. Trời ơi là trời. Ông ngu cũng ngu vừa vừa thôi, ông chửi cho tôi ngu với. Không phải má tôi nha, muốn chửi thì chửi nha. Ngu thì nói ngu, chơi ghét á. Rồi cái đầu không có suy nghĩ được cái gì hết á. Tôi có làm gì đâu mà ngu chứ. Đây nè, tôi nói cho biết nha. Điện thoại, ông gọi, ông nói chuyện thì lời nói như gió bay, nói cái là xong. Còn đây, ông nhắn tin, lỡ như có bị bắt á, bằng chứng rành rành kiểu này á, đi tù cả lũ. Miệng ăn mắm mà muốn giả cái gì. Chưa có làm gì hết nói cái chuyện bị tóm bị bắt rồi nản nè. Gọi cho nó kêu nó xóa liền cho tôi. Trời ơi, mấy người đệ thân lắm hơi đâu mà lo. Thân cái gì mà thân, thân mấy cũng phải gọi cho nó kêu nó xóa nhanh lên. Máy gần hết tiền rồi đó, xong nạp cho tôi. Gọi đi, cuộc gọi bao nhiêu tiền tôi trả. Ừ vậy đi. Mày à,
Nãy giờ nhắn tin đó, mày xóa hết nha. Không phải là không tin mày, mày xóa đi cho nó an toàn, hiểu không? Vậy đi. Ừ. Rồi đó, vừa bụng chưa? Nè, đừng có cái giọng lẫy kiểu đó. Tôi kêu xóa là tôi lo cho mọi người, chứ không phải tôi lo cho mình tôi đâu. Rồi sao? Điều tra bên nhà bên em hết chưa? Nhà có bao nhiêu người? Có một lượm. Đó thì nó hay đi chơi khuya, tại mê gái lắm, đi cua gái tối ngày. Nói chuyện tào lao quá. Thằng lượm nói sao kệ nó, vô chuyện của mình đi. Thì lượm nè, rồi ông Tương Nam nữa, biết không? Hỏi câu dư thừa. Biết sao không biết? Thì ông Tương Nam, ông già rồi, ông làm thuê đất đai chơi gì miên gì trên thị trấn nào giờ đó. Mà ghê cái này, nghe nói ông có giỏ. Có giỏ thì có làm sao? Tính lại chuyện mình phải lo bây giờ là mình lên kế hoạch, rồi mình xé lẻ hai tên đó ra, mình xử ông Tiên Em. Còn chuyện thằng Lượm dễ lắm. Chuyện Lượm dễ rồi, nhưng mà ông Tiên Em thì nghe đồn là ông tay đâu với 4-5 thằng thanh niên lúc luôn. Mà thằng thanh niên thằng nào nấy cũng có đồ chơi luôn đúng không? Mà ông không sợ đó. Còn tôi tướng về vô ông hốt cái là banh sát. Nói nhiều quá à. Sao ngu quá vậy hả? Không lẽ giờ tôi kêu ông bay ra trước mặt chơi với ổng? Mình làm thẳng không được thì mình đâm lén, mình lụi lén, mình lụi cho một... Lâu lâu quên vậy mà. Chứ lâu lâu thôi chứ hoài đâu mà hoài. Nè, chỗ anh em thâm tình, ông với tôi như ruột thịt vậy đó. Có chuyện gì ông không có giấu được tôi đâu. Ông nói cho tôi hay đi, ông bệnh gì mà ông uống quá trời thuốc vậy? Thuốc đầy cả bọc như vậy. Tôi nói rồi, vitamin tổng hợp.
chứ có cái gì đâu. Ông không tin tôi hả? Ông hỏi hoài à, mất vui à nha. Đã tôi nói. Ủa, mà tôi nhớ là hôm qua ông nói với tôi là hôm nay ông đi coi cải tạo lại mấy cái hồ cá coi cho người ta. Mà sao giờ này ông lại về nhà? Thôi thôi, tôi điện thoại cho ông từ sáng tới giờ có được đâu. Cho nên tôi chạy về nhà thăm ông coi ông sao à. À, có cái gì đâu, tại hôm qua uống hơi nhiều cho nên về rồi cái làm rớt cái điện thoại trong cái thao đồ luôn. Đâu có biết sáng nay ngủ dậy không thấy đâu hết. Đó rồi mới xuống dưới nhà tắm mới thấy. Rồi bây giờ lấy ra sấy cái sim không biết xài được không nè. Kìa, quần áo người ta có máy giặt người ta bỏ trong đó người ta giặt cho nó khỏe. Thì có mấy cái áo sơ mi à, tự nhiên mình giặt đồ cái này chi phải không, cho nó mất công, mình giặt tay được rồi. Uống cà phê chưa? Chạy uống. Qua đây đâu có uống gì đâu. Ừ thôi giờ đi ra quán uống cà phê đi ha. Đi ra ngoài chờ tôi xíu. Tôi tới đồ tôi ra liền nha.